Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Mến thưa cộng đoàn phụng vụ, khi Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng bơ vơ vất vưởng như đoàn chiên không người chăn, thì Chúa chạnh lòng thương. Ngày hôm nay chúng ta hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cũng xin Chúa chạnh lòng thương chúng ta. Chúng ta cũng đang bơ vơ vất vưởng, chúng ta cũng đang rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng ta, chạnh lòng thương chúng ta, cho chúng ta được bình an, cho chúng ta sớm thoát khỏi cơn đại dịch Covid nguy hiểm này. Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, Chúa Giêsu chạnh lòng thương, Ngài mủi lòng, Ngài xót, Ngài thương đoàn người đông đảo năm xưa tìm đến với Ngài. Họ đói, họ khát, họ mệt. Hơn nữa, họ chẳng khác gì một đoàn chiên bơ vơ vất vưởng không có người chăn, nghĩa là chẳng khác gì một đoàn chiên hỗn loạn, chẳng khác gì kiến vỡ tổ. Ngày nay người ta hay dùng cái từ gọi là từ vỡ trận, tức là một tình trạng tan tác, loạn lạc. Kính thưa cộng đoàn, đoàn người đông đảo năm xưa bơ vơ vất vưởng đó, hôm nay dường như đang tái hiện trên khắp thế giới và ngay tại quê hương đất nước chúng ta. Đó là một đoàn người đông đảo những bệnh nhân đang bị nhiễm Covid mà không được ai chăm sóc. Đó là một đoàn người đông đảo những nạn nhân đã chết vì dịch bệnh Covid. Đó là một đoàn người đông đảo những anh chị em đang bị cách ly, không có việc làm, không có đầy đủ lương thực, ăn mì tôm sống qua ngày vậy đó. Và những ngày qua, chúng ta cũng chứng kiến một đoàn người đông đảo những anh chị em tháo chạy khỏi thành phố Sài Gòn với đầy những hình ảnh chắc chắn cũng làm cho chúng ta chạnh lòng thương thật sự. Chắc chắn họ cũng bơ vơ vất vưởng và hỗn loạn trong lòng lắm. Quyết định ở lại Sài Gòn hay vượt cả ngàn cây số để về nhà, đó là vấn đề rất bối rối, rất khó khăn. Thậm chí các cấp chính quyền cũng bối rối, cũng bất lực, không biết xử lý như thế nào. Ở lại thì lo lắng, sợ thiếu lương thực, sợ nguy cơ lây nhiễm cao. Rồi nếu không may bị lây nhiễm thì hệ thống y tế ở trong Sài Gòn đã quá tải từ lâu rồi, chẳng có người chăm sóc. Còn đi về thì sao? Chạy xe máy với quãng đường quá dài thì chắc chắn là rất mệt mỏi. Có những người nằm ngủ vật vờ ở vỉa hè, trên lề đường, trên bãi cỏ hoặc bất cứ nơi đâu có thể nằm được. Trên đường đi thì nguy hiểm luôn rình rập, đã có những vụ tai nạn xảy ra. Thời tiết
thì không thuận lợi chỗ mưa chỗ nắng. Người lớn đã thấy khổ, huống chi là trẻ em, thậm chí có những em bé mới sinh ra được 1-2 tuần mà thôi. Nhìn những cảnh tượng đó, chúng ta có cảm thấy chạnh lòng như Chúa Giêsu không? Là môn đệ của Chúa Kitô, chắc chắn chúng ta cũng chạnh lòng thương những anh chị em của mình lắm chứ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta thấy điều này. Ngay sau đó Chúa nói với các môn đệ của Ngài: chính anh em hãy cho họ ăn đi. Như vậy không chỉ là tấm lòng thương cảm mà thôi, nhưng Chúa nói các môn đệ phải đi đến hành động nữa: chính anh em hãy cho họ ăn. Nghe lời đó thì bây giờ đến lượt các môn đệ lại cảm thấy bối rối. Các môn đệ cảm thấy bất lực, vì các ông làm được gì đây? Chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, mà số lượng người thì quá đông, khoảng 5.000 người đàn ông. Các ông lo lắng bối rối trước yêu cầu của Chúa, vì mình không có khả năng, cũng chẳng tìm được giải pháp. Trong khi đó, các ông lại quên một điều quan trọng rằng Chúa chính là giải pháp. Chúa biết mình sẽ làm gì. Chỉ có điều Chúa cần người cộng tác, Chúa cần những người dám thực hiện những điều Chúa muốn. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta: chính anh em hãy cho họ ăn đi. Chúa cần chúng ta là người cộng tác với Ngài trong việc giúp đỡ anh chị em mình, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, cụ thể là sự khó khăn do dịch bệnh gây ra như chúng ta đã nói ở trên. Hãy có sáng kiến và hành động cụ thể tùy theo khả năng và tùy theo hoàn cảnh của mình để chia sẻ với anh chị em của chúng ta. Có thể cái điều chia sẻ đó rất là nhỏ bé, rất là âm thầm khiêm tốn, có thể không ai biết đến, nhưng có Chúa biết, Chúa thấy lòng thương cảm chân thành và Chúa thấy sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Amen.